Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình làm video này để mình nói với các bạn về trái tiểu đường hay là trái loquat, người ta kêu bằng Japanese loquat, tức là trái loquat của người Nhật. Mình biết cái cây này á qua ba mình. Là tại vì á, ba mình ở trong hội cao niên lúc trước á, mấy người Hoa đó có kêu cái trái này á, bằng là trái tiểu đường. Tại vì á, ba mình cũng bị tiểu đường và cũng có một số người cũng bị tiểu đường trong hội cao niên. Cho nên họ có lần họ cho mỗi người được hai trái. Và ba mình mừng lắm là tại vì ba mình cứ phải uống thuốc mỗi ngày. Trái này thì nó cũng chua chua ngọt ngọt nếu mà nó chưa chín hẳn, nhưng mà nếu nó chín hẳn thì nó cũng ngọt ngọt mà nó nhiều hột lắm. Mình chụp cái hình này để cho các bạn có thể nhìn thấy được. Mình ít có thấy nó, không biết người ta có bán ở trên thị trường không, nhưng mà mình đi mấy cái chợ nhưng mà không bao giờ mình thấy người ta bán cái trái này hết. Mình chỉ thấy người ta trồng thôi. Thỉnh thoảng thì mình nhìn thấy, nhưng mà mình lúc trước mình cũng không biết nó là trái gì. Nhưng mà sau khi mình nghe ba mình kể đó, thì ba mình nói là mấy người Hoa kêu cái trái này là trái tiểu đường. Mà mình nghĩ là mấy người Hoa thì họ rất giỏi. Có những người họ rất giỏi là tại vì họ biết về thuốc. Cho nên họ cũng đã dùng cái trái này thay cho cái thuốc trị tiểu đường. Và có những người thì có thể người ta cũng đã hết nếu mà người ta bị ít. Ba mình thì đã mất cách đây 3 năm. Nhưng mà mình cũng vẫn nhớ tới những gì ba mình nói. Và mình chia sẻ để những người đang bị tiểu đường có cơ hội ăn trái này, hoặc là bằng cách nào đó họ có thể trồng được cái loại trái này để họ dùng thay cho thuốc. Những cái cây này thì mình trồng khoảng 6-7 năm rồi. Khi mình nghe ba mình nói, rồi ba mình cũng nói với mình là trồng nó đi, tại vì nó trị tiểu đường. Đó, thì mình không biết nó thực sự như thế nào, nhưng mà mình có ăn thử nó rồi. Nó cũng chua chua, ngọt ngọt. Nó giống như những cái thứ trái cây khác, nhưng mà có cái là nó nhiều hột lắm. Mình rửa sạch nó xong rồi, mình lột cái vỏ nó ra, rồi mình cắn chút 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 chút, tại vì nó hột nhiều lắm. Nó giống như cái kiểu mà hột nhãn, nhưng mà nó không có ngọt như là hột nhãn, là trái nhãn đâu. Nơi này nó chua chua, cho nên nếu mà mình nghĩ á, ăn á, thì cũng có thể trị cảm cúm được. Cũng như người ta hay nói đó, trị cảm cúm á, thì hoặc là ngừa cảm cúm thì ăn cái đồ chua chua. Rồi ăn thêm tỏi, tức là tỏi đó mình có thể mình ăn, mình cắt ra làm ba, một cái tép tỏi mình cắt làm ba để mà mình ăn nó với cơm, hoặc là với bún, hoặc là với lại bất cứ thứ gì mình ăn đó, trong những cái bữa chánh đó thì mình ăn nó. Tại vì theo giống như là trên internet mình check thì mình thấy người ta nói đó là tỏi đó nó giống như là một cái thuốc trụ sinh vậy đó. Nó rất rất mạnh và nó có thể giúp cho mình qua được những cái cơn cảm cúm, hoặc là thời tiết bị nóng rồi lạnh thất thường đó, làm cho con người mình nó bị allergy, hoặc tức là bị dị ứng, rồi có khi bị tim mạch hay này kia đó. Làm tỏi là trị hay lắm, thì mình nghĩ là trái này đó, mình hy vọng là nếu các bạn nào có hoặc các bạn nào biết, các bạn có thể trồng nó, hoặc là các bạn có thể bằng cách nào đó có được ăn thử. Tại vì nếu mà khi mà bị bệnh á, giống như ba mình hồi đó, ba mình mừng lắm, ba mình đi hội cao niên, ba mình được mấy người Hoa cho mỗi người hai trái, ba mình ăn thử, ba mình mừng lắm. Rồi có một lần đó, cái nhà mà kế nhà của con trai mình đó, ông có một cái cây này. Mà ông là người Mỹ cho nên ông không biết là cái cây này á, nó như ăn như thế nào. Tại vì thường thường ông cũng trim rồi ông bỏ. Xong rồi á, thì ông nói ông cũng có thấy mấy người mễ đó, người ta cũng bẻ người ta ăn. Nhưng mà ông không biết là nó như thế nào. Xong mình mới nói là cái cây này đó, ba mình nói đó là mấy người Hoa có nói nó là cây tiểu đường.
mình không biết ra sao, nhưng mà mình cũng nói để cho ông biết, thì ông thấy vậy ông cũng cho mình một mớ rồi mình đem về mình ăn, tại vì ông cũng là hàng xóm với lại kế nhà với lại con trai mình, cho nên ông cũng vui lắm. Ông cắt cho mình mỗi mỗi cái nhánh đó rồi nhiều trái, xong rồi mình đem về mình để cho ba mình ăn, rồi mình cũng ăn thử, rồi mình lấy cái hột đó mình làm giống, xong rồi mình trồng nó lên. Tất cả những cái cây mình có ở đây đó thì là mình trồng nó là từ cái hột. Ông cũng có những cái cây nhỏ thì nó rớt xuống chim ăn đó, hoặc là những con sóc nó ăn rồi nó làm rớt xuống những cái hột hoặc là những cái trái rồi thì cây nó mọc lên. Cho nên ông nhổ cho mình, nhưng mà mình đem về trồng mà không biết tại sao mà nó không sống. Rồi thì là mình phải dùng những cái hột của nó mình để cho nó nảy mầm lên, mình ngâm nước 1-2 ngày trước, xong rồi nó bắt đầu nó, xong mình đổ sẽ để xuống đổ xuống dưới đất, xong rồi mình tưới hoài, mỗi ngày mình tưới rồi nó lên. À, bây giờ thì mình cũng chia sẻ với các bạn như vậy để nếu mà các bạn có cha mẹ hoặc là anh em hoặc bất cứ người nào hay là chính các bạn mà bị tiểu đường thì các bạn cũng có thể tìm trái này để mà dùng nó thay cho thuốc. Thôi bây giờ thì mình xin tạm ngưng nha. Cảm ơn các bạn đã coi cái video này. Chào các bạn.